Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V50. Con này là bản Hàn các bác nhá. Bản Hàn xịn luôn đấy. Tuy nhiên ấy, thì nó vẫn là bản dựng thôi. Thì phải nói là con này dựng từ đầu đến cuối luôn. Thì nhớ anh em mà nghe đến từ dựng ấy, thì có nghĩa là anh em hiểu đơn giản nó là hàng lởm, hàng kém chất lượng. Thì thực ra cái ý nghĩa đấy thì cũng đúng thôi. Tuy nhiên ấy, thì đến thời điểm bây giờ ấy, là LG ấy, là không có sản xuất nữa. Cho nên để tìm được một con máy LG mà bảo là chưa hề mở ra còn zin nguyên bản ấy, thì nó phải nói là rất là khó các bạn, và nếu mà có thì giá nó không hề rẻ đâu. Ở đấy cho nên là các bác cũng chú ý nhiều. Em thấy là nhiều nơi cũng nói là máy zin, máy chưa hề sửa chữa, chưa hề tháo ra bao giờ, nhưng mà khi mà về tay em thì em tháo ra thì đã có dấu hiệu sửa chữa rồi. Và đặc biệt là những anh em mà mua hàng trên Shopee thì hay bị luộc đồ lắm các bạn. Chất là ở trong này nó có miếng đồng tản nhiệt ấy, là rất anh em nó rất hay bị luộc đồ, và nhất cục pin ấy là anh em hay bị thay pin lắm. Cho nên là mấy cái đấy là anh em phải tháo ra anh em mới biết được. Cho nên là nhiều khi ấy, dựng nó không phải là cứ dựng là lởm đâu. Thì tuy nhiên ấy, thì dựng thì đương nhiên là nó vẫn là phụ thuộc vào cái tay người dựng mà. Không, nó không phải vì thế mà em nâng pin là cái tay em dựng tốt hay gì cả, nhưng mà nó vẫn phải dựng nó phải đầy đủ và nó phải toàn là đồ tốt thì dùng nó vẫn ổn thôi các bạn, không vấn đề gì cả. Thì con này đây các bạn thấy không, cái lắp lưng này là lắp lưng gần như là mới tinh các bác nhé. Đây các bạn hoàn toàn thấy này, còn rất là đẹp luôn. Đương nhiên cũng sẽ có một vài cái vết xước lông mèo gì đấy, không phải nó bẩn thôi đấy, nó sạch thế nào đấy. Tuy nhiên thì là cái lắp lưng này rất là mới các bác nhé, các bác yên tâm. Để em tắt cái đèn này đi, dùng một đèn này thôi xem nào. Đấy, nó rất là mới các bác nhé, các bác yên tâm. Đó rồi, đặc biệt cái cụm camera này đấy, các bác yên tâm, nó gần như chưa xước tí nào đâu. Đó còn còn đây là cái màn hình các bác nhé. Thì cái màn hình này là cái màn hình mà khi mà em nhập về thì nơi cung cấp thì người ta nói là đây là màn hình zin và chưa hề sửa chữa. Tuy nhiên ấy, thì khi mà nhập về thì em thấy là nó có dấu hiệu của ép kính các bạn. Thì em cũng cứ nói cho các bác là đây là màn ép kính đi cho nó chuẩn, tại vì em có thấy đây, em có thể cho bác nhìn thấy này, nó cũng hơi có dấu hiệu của ép kính đó. Đó, nó cũng có dấu hiệu nhẹ nhẹ của ép kính nhé các bác nhé. Thì em cứ nói luôn, tại vì bên cung cấp thì người ta cũng không, người ta cũng nhập lại từ nơi khác ấy, cho nên người ta cũng không biết được. Nhưng mà khi về tay em như thế này này thì em thấy là có dấu hiệu ép kính, thì em cũng cứ nói là rất ép kính thôi, chả vấn đề gì cả. Thì ép kính thì giá nó rẻ hơn mà, cho nên các bác cứ yên tâm. Tuy nhiên ấy, thì là cái màn hình này nó vẫn là màn hình đẹp bình thường nhé, không có vấn đề gì cả các bác nhé, không có lỗi về gì về 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 đốm hay là sọc gì cả. Nó chỉ ép kính, nhưng mà đấy là mình kiểu là mình kỹ tính mình soi thì mình biết, mình làm nhiều cái này mình biết, thì cứ nói với anh em cho nó chuẩn, tại vì sau này anh em nào mà mua về đấy lại thấy là có dấu ép kính thì bảo em không nói thì nó là sai sự thật, thì không, nó gọi là lừa đảo thì không nói, không thì không đáng. Thì cứ nói thế cho các bác biết luôn. Đây còn đây là cái cạnh dưới này, cạnh dưới thì cũng rất là mới các bác nhé, gần như chả có vết xước gì cả. Đó còn đây là cạnh trái này, cạnh trái cũng thế, cũng rất là mới nhé, không hề có vết xước nào cả các bác nhé. Đó, nói chung em cũng quay qua qua thôi, tại vì con này rất là mới, tại vì bộ khung này nó đi kèm mà, nó cũng rất là mới luôn. Đây có một cái phần trên này này là hơi xước xước một chút này, là hơi hơi thôi đó. Ok các bác. Đây còn đây là cạnh phải đây, cạnh phải thì cũng chưa xước khi nào nha các bác nhé. Đấy, các yên tâm. Thì cái con này ấy, là màn hình mới, gần như mới tinh, lưng cũng mới tinh, chỉ có một cái phần khung ở chỗ này này là nó hơi xước xước một chút thôi. Đây mà phải nghiêng cái điện này các bác mới thấy. Đây chỗ này, khung này này. Đó rồi, bật lại cái điện này cho nó sáng nha. Ok các bác, đây hình như sáng hơn nha. Rồi ok, thì em nói chung là ngoại hình con này thì đẹp, các bác yên tâm nhé, con này rất là đẹp. Em sẽ test qua cái chức năng cho bác xem. Trước tiên là camera này. Này thời tiết rất là nóng các bạn. Đây, các góc bình thường hết các bác nhé. Cam trước này, đó, nóng toát mồ hôi các bạn, sợ luôn. Rồi, còn cái gì nữa nhỉ? À đây,
Vân tay bình thường các bác nhé, vân tay bình thường. Con này đang chạy Android mấy nào? Đây, thì con này đang chọn Android 12 này các bác nhé. Đấy, wifi này, 4G bình thường các bác nhé. Wifi bình thường này. Tắt wifi đi này. Anh nghe gọi phát nhé. Tiệm cận bình thường này. Ok các bác. Đấy, con này trong này thì sóng nó yếu cho nên chỉ có mạng G thôi. Nhiều khi nó lên được LTE đấy, nhưng mà để xem là nó có lên không nào. Okay. Nhiều bác cứ bảo sao sóng yếu thế, nhưng không phải đâu. Ở trong này nghĩa là sóng ở trong này của em ấy sóng nó yếu thế cho nên là nhiều khi nó các bác cứ nghĩ là sóng nó yếu, nhưng ra ngoài trời là nó khỏe à. Chỗ em nó vướng nhiều cái nhà cao tầng ấy. Đấy, có thể là trong này hơi yếu. Rồi, cứ để đấy đi. Giờ sẽ test những cái khác cho nào. Còn cái gì nữa không? À đây. Test cho các bác cái tai nghe này. Đó. Tai nghe bình thường các bác nhé. À, nói luôn các bác là em có bán tai nghe các bác nhé. Đấy, trong này không có sóng 4G luôn. À nhầm. Đó. Rồi, ok các bác. Thì cái phần sóng ấy, các bác yên tâm nhé. Con này là bản Hàn cho nên sóng nó rất là khỏe luôn, các bác không phải lo. Rồi. Con gì thế nhỉ? Em vào cho mình trong test luôn nhé. Tiệm cận này, ánh sáng này, bình thường này. Ok, bình thường hết nhé. Chuông bình thường này, rung này. Rung rất mạnh nhé. Xoay ngang, xoay dọc bình thường nhé. Tay ra mồ hôi quá các bạn. Mic đây. Mic dưới ok các bác nhé. Mic trên này. Ok, bình thường các bác nhé. Ok. Cảm ứng này, cứ phải test cảm ứng cho các bác xem. Tay ra mồ hôi quá các bạn, trong phòng rất là nóng. Nóng tất mồ hôi luôn. Ok, con này thì sẽ nó không còn áp suất đâu các bác nhé, tại vì tí nữa em sẽ tháo hẳn ra cho các bác xem. Rồi, thì em sẽ test luôn cái sạc ấy. Nhiều bác được cái là con V50 này nó sẽ không bị lỗi sạc đâu, nên các bác yên tâm. À đây, đây là cái màn hình này, quên chưa test. Thì đây, đây là cái màn hình các bác nhá. Màn hình này các bác yên tâm, không hề có lưu ảnh gì đâu, còn rất là đẹp. Nên các bác không phải lo. Rồi, cái màn hình này mới mà, nó chỉ là coi như là nó là ép kính đi các bác, nhưng mà nó là vẫn là mới. À, quên. Test cái cổng sạc đây. Thì đây em dùng cái cổng 18W này, A2C này. Đấy, thì nó nhận đến CC2 này. Sạc nhanh bình thường các bác nhá. Đó. Rồi đầu này. Đó, sạc nhanh bình thường nhé. Đây, đây là cái cổng 25W này, C2C này. Đấy các bác thấy không? Đó. Nhận đến PD04 luôn. Không yên tâm. Cổng sạc con này bình thường hết các bác nhé. Nào nhắn tin nữa. Ok bác. Thì bảo đảm cho các bác là tất cả các chức năng của con này đều bình thường hết các bác nhé. Nhưng các bác yên tâm. Thì sau đây em sẽ tháo hẳn ra cho các bác xem. Tại vì cái máy dựng mà, cho nên cần phải biết được là nó còn dựng ok không. Con này em tháo ra rồi, nhưng mà nó vẫn còn keo, nhưng nó hơi dính. Đây là còn khá là chắc các bạn, keo còn khá là chắc.
đây đây là cái lỗ lưng của nó này. Đây nhá các bác, thì em sẽ tháo hẳn ra cho các bác xem. Quên tắt nguồn chưa nhỉ? Tắt rồi. Đây các bác nhìn, tay là mồ hôi này. Trong này cực kỳ nóng luôn, hôm nay hơi nóng dã man luôn. Mà không bật quạt các bạn. Tại vì bật quạt lên thì gió nó sẽ rất ồn, mình sẽ nói không các bác sẽ không nghe thấy. Ok các bạn. Đây, mấy cái thứ này thì nó cũng không có quan trọng. Đây nha các bác. Thì đây là cái main của nó này. Cái main này thì nó đã test rồi, hoàn toàn là chưa hề có sửa chữa và full chức năng nhé bác nhé, không hề có sửa chữa gì cả, rất là ngon. Đây, nó chỉ hơi bẩn dấu vân tay của em cầm thôi. Đó, các bác yên tâm, không sợ nhé. Đấy, còn đây là cái khung đây, thì cái khung này vẫn còn nguyên cái miếng đồng tản nhiệt ở đây không nhé. Thì nhiều nơi người ta dựng người ta bỏ mất cái này này, hoặc là người ta nhập về mà người ta không có cái này này, thì nhớ anh em nhập về xong rồi đã không có rồi các anh em lại cũng quên không cho vào, hoặc là không có để cho vào thì mất cái miếng này, thì cái việc tản nhiệt nó sẽ được kém nhé các bác. Cái này nó sẽ áp vào cái miếng tản đồng này, cái miếng đồng này cho nó sẽ tản nhiệt tốt hơn. Thì nhiều bác không có cái này, nó mấy bữa là nó chết main rồi các bác, đa số là bị chết main kiểu như vậy. Và cục pin này cục pin zin hoàn toàn các bác nhé, zin đẹp đẹp luôn, không hề có dấu hiệu gì mà cậy mở thì các bác nhé, rất là ngon luôn. Đấy, cho các bác yên tâm nhé. Đây, những bộ chân sạc các thứ này cũng là mới tinh luôn, rất là đẹp. Đó, các bác yên tâm nhé. Thì cái bộ này á là toàn những cái đồ xịn hết. Nói chung con này chỉ có mỗi cái phần màn hình là nghi là ép kính. Đấy, thì các bác cũng cứ cho là ép kính cũng được. Nó ngoài ra cái lỗi đấy thì tất cả các lỗi khác đều ngon hết các bác nhé. Tất cả các chỗ khác ấy. Đấy, rồi, ok. Thì bác nào mà muốn lấy con này thì liên lạc em ở số điện thoại ở góc màn hình nhé. Con này bán 2,2 triệu các bác nhé. Ok, chào các bác.